Chào các bạn. Cách đây mấy hôm thì có một anh đến gặp tôi và trình bày rằng trước đây anh rất thành công trong bất động sản, trong nhà máy sản xuất và trong các cái đầu tư dịch vụ. Nhưng mà khoảng một năm lại đây, nửa năm lại đây ấy, thì anh ta bị sa lầy vào bất động sản, vào chứng khoán, rồi kinh doanh nhà hàng thì rất là kém. Và bây giờ là nợ rất nhiều ở các ngân hàng, và mỗi tháng trả lãi mấy trăm triệu đồng thì không thể đủ sức để mà kéo dài như vậy nữa. Và anh có hỏi tôi thì nguyên nhân tại làm sao mà trước đây căn nhà của anh đang thịnh vượng như vậy, bây giờ lại đứng trước nguy cơ phá sản cùng quẫn. Thì tôi trả lời rằng là thực ra thì câu chuyện mà nhiều gia đình trước đây làm ăn phát đạt, sự nghiệp hanh thông, gia đạo thì vui vẻ, nhưng một thời gian sau đó thì bắt đầu suy giảm, thậm chí là phá sản, chết người, chia ly tan nát. Có không ít người đi xem bói rồi đi cúng để tìm cách tháo gỡ vấn đề. Nhưng thực ra có một cái nguyên nhân rất là quan trọng, đó liên quan đến vận khí của mảnh đất, của căn nhà, tức là trạch vận. Tức là có nhiều nguyên nhân nhé, nhưng ở đây tôi muốn nói một nguyên nhân từ góc nhìn phong thủy là trạch vận. Đất là cái nơi dung dưỡng, nhà là cái chốn chở che cho toàn bộ sinh khí, sinh vận của mỗi thành viên trong gia đình, không thể xem thường được đâu. Vậy thì trước hết ấy, nó phải vượng rồi nó mới suy. Thì bây giờ mình thấy nó đang suy thì bây giờ mình phải tìm hiểu tại sao nó lại vượng. Thì có nhiều lý do. Và từ góc nhìn trạch vận thì nó có 3 nguyên nhân cơ bản để làm cho một cái căn nhà vượng khí, trạch vượng. Đó là do thiên vận, do địa kỳ và do các cái yếu tố về phúc vận khác. Về thiên vận ấy, thì thiên khí dựa vào một cái lịch mà cổ nhân người ta làm ra, gọi là tam nguyên cửu vận. Mỗi cái chu kỳ này, nó kéo dài khoảng 180 năm, gồm có 9 vận, thì mỗi vận là 20 năm. Chúng ta đang ở cái chu kỳ thứ 28 và nằm ở vận thứ 8 của chu kỳ này. Cái vận 8 này nó bắt đầu từ năm 2004 và kéo dài đến hết năm 2023. Tức là với cái lịch pháp này thì hiện nay chúng ta đang sử dụng khoảng 5.000 năm rồi. Thì cái vận tiếp theo á, là từ năm 2024 đến 2043 là vận 9 của chu kỳ 28. Thì trong cùng thời gian một vận, có nhà thì được hưng thịnh, có nhà thì bị suy vong. Được vận vượng ấy, thì phát, mà bị vận suy thì tàn. Thế thì vượng hay suy ấy, nó phụ thuộc vào cái gì? Vượng hay suy nó phụ thuộc vào cái số đo của nhà, mà số đo này là số đo của tọa nhà và hướng nhà. Nó chính xác đến từng độ một. Ví dụ như là 33 độ, nhà hướng Bắc ghé sang phía Đông 33 độ với 34 độ là vận nó khác nhau, chỉ lệch nhau một độ thôi. Hay là nhà cùng là nhà hướng Nam nhưng 185 độ với 183 độ là hai cái số phận của căn nhà không hề giống nhau. Thế thì dựa vào cái số phận, dựa vào cái số đo và năm xây dựng nhà, người ta sẽ lập ra được một cái lá số của căn nhà đó. Và cái lá số đó nó cho biết là cái trạch vận của ngôi nhà đang vượng hay suy.
Khi nào thì vượng, bao giờ thì suy. Nếu vượng về nhân đinh thì phát triển con người, vượng về tài lộc thì phát triển về của cải. Nếu suy về tài lộc thì sẽ khánh kiệt nghèo đói, nếu suy về nhân đinh thì sẽ ly tán rồi neo đơn chết chóc. Cái nguyên nhân thứ hai làm cho cái trạch vận được vượng khí đó là bởi địa kỳ. Thứ nhất là do thiên vận và thứ nhì là bởi địa kỳ. Địa kỳ ở đây tôi muốn nói đến mạch đất, địa long, địa khí. Cái này nó nằm ở trong lòng đất, người bình thường rất khó có thể phát hiện và gần như không thể phát hiện. Một ngôi mộ hay một công trình nhà cửa thì bên dưới đó nếu mà có long mạch, có địa mạch thì nhà đó có thể hưng vượng. Nếu móng nhà mà chạm đúng long thì hoạnh phát trùng trùng. Nhưng nếu mà long nó nằm sâu quá để móng nhà nó lại ở chỉ nông nông ở bên trên thì phải cần phải có thời gian tích tụ mới vượng khí được. Mạch thì có mạch chìm, mạch nổi, mạch nông, mạch sâu, mạch ngang, mạch dọc, mạch cường, mạch nhược, mạch kim, mạch thủy, mạch hộc, mộc, mạch hỏa, vân vân. Nó có nhiều loại lắm. Nhưng mà quan trọng là mạch cần phải nhập đúng cung. Đúng cung tinh này dựa theo cái móng nhà. Đúng cung, đúng chỗ và phải chảy đúng hướng. Thì cái căn nhà đó mới đón được mạch. Nếu không được như vậy thì dẫu có vượng thì cũng không dễ dàng, khó mà bứt phá được. Tuy nhiên việc tìm ra long mạch, địa mạch rất khó, nhất là trong cái thời đại dân thì đông, đất thì ít, nhà nước thì nắm quyền sở hữu đất đai. Cho nên là để mà có được một mảnh đất mà bên dưới có long mạch là vô cùng khó. Cho nên ảnh hưởng bởi địa vận. Tìm kiếm được địa vận, địa kỳ cho phù hợp với phước phần của gia chủ là không dễ dàng. Cho phù hợp với mong muốn của gia chủ là không dễ dàng. Chưa kể ví dụ như nếu nhà mình có mạch hoặc mộ nhà mình có mạch mà hàng xóm người ta khởi công xây dựng thôi có thể làm đứt mạch. Mà khi đứt mạch bên này ấy, thì vận nhà sẽ suy. Vậy thì vấn đề đặt ra là làm thế nào để biết là trạch nhà mình có vượng hay không? Trạch tức là đất ấy, có vượng hay không? Thì cách thứ nhất là mời thầy phong thủy. Muốn biết vận nhà vượng hay suy thì gia chủ chúng ta nên mời thầy phong thủy. Nếu thầy mà trình độ đủ tốt thì sẽ tính toán được vận nhà đang vượng hay là suy, bao năm nữa thì sẽ thay đổi một chu kỳ mới, và muốn đổi vận ngay từ bây giờ thì làm thế nào có thể đổi vận được ngay từ bây giờ. Cách thứ hai ấy, là gieo quẻ hỏi thần. Cách này thì chúng ta lại cần phải nhờ thầy kinh dịch. Quẻ dịch có thể đọc được một mảnh đất đang tốt hay là xấu, sắp tới nó sẽ có diễn biến như thế nào. Từ đó mà suy ra được sự thịnh suy của trạch. Quẻ dịch thì huyền diệu lắm. Hiểu sơ ý có thể đoán được các khung. Nắm bắt sâu có thể xét lường trời đất. Nó giải qua tầng tầng lớp lớp các loại nghĩa để biết được câu trả lời của trời xanh. Cách thứ ba là chúng ta phải có những cái nhà tâm linh đặc biệt giỏi. Họ có thể nhìn thấu long thấu địa. Cách này tuy cao siêu, thần kỳ nhưng mà hiếm có. Cái tình trạng mà ngộ nhận, ảo tưởng hiện nay là khá nhiều. Thế khi mà chúng ta nhận biết trạch vượng thì tương đối khó. Nhưng mà nhận biết là trạch vận đang suy thì nó tương đối dễ, bởi vì nó hiển lộ ra ngay.
một vận đất mà yếu đi ấy, thế sẽ lập tức tác động đến con người. Biểu thị của nó là tiền bạc thì ngày càng khó khăn, kinh tế gia đình thì bắt đầu sa sút, tiền chi ra thì nhiều mà thu về thì không được, công danh sự nghiệp thì lung lay, trầy trật, gặp nhiều chuyện thị phi, kiện tụng, đấu đá rất phức tạp. Gia đạo trong nhà thì bất an, nhiều chuyện rắc rối, ốm đau, tai nạn, mâu thuẫn, ly tán liên tục xảy ra. Con người nhân đinh thì hao hụt, tổn thất, cháu chắt thì ngang ngược. Đó là những cái dấu hiệu báo rằng vận đất đang suy. Thế thì lý do tại sao vận đất lại suy thì nó có ba nguyên nhân cơ bản, và cái này tôi nghĩ là quan trọng và chúng ta nên nhớ. Thứ nhất là thiên vận đã chuyển, thứ hai là địa kỳ đã thay, và thứ ba là do tu sửa nhà cửa mà gây ra. Về thiên vận, như trên đã nói rồi, vận đất thì phụ thuộc vào thiên khí, chính là phụ thuộc vào mối quan hệ với các vì sao ở trên trời. Các vì sao vận hành theo chu kỳ trên quỹ đạo của nó. Trong giai đoạn này, nếu mà lực xung chiếu xuống căn nhà đồng thuận thì làm cho khí vượng, mà sang giai đoạn khác lực xung chiếu xuống căn nhà bị xung tán thì làm cho khí suy. Mỗi căn nhà được hình thành đều phải tuân theo luật chơi của tạo hóa. Trái đất suy cho cùng cũng chỉ là một người chơi bé nhỏ trong trò chơi khổng lồ của vũ trụ mà thôi. Vì thế đất vượng hay suy do các người chơi, mà các người chơi ở đây là các vì sao, các tinh cầu và lực tương tác giữa chúng quyết định. Cho nên cùng một căn nhà, cùng một ngôi mộ, trong giai đoạn này thì phát, trong giai đoạn khác thì tàn, suy rồi lại thịnh, thịnh rồi lại suy. Cho nên cha ông ta nói rằng không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, là có ý rằng cái vận đất, vận nhà nó luôn luôn là biến động chứ không cố định, có thể thay đổi lúc này lúc khác, tùy thuộc, phụ thuộc vào sự tác động ảnh hưởng của vũ trụ xuống căn nhà của mình. Thứ hai ấy, là địa kỳ. Long mạch, địa mạch không phải là cố định mà nó thường xuyên dịch chuyển ở dưới lòng đất. Có mạch thì kéo dài được vài ba năm, có mạch được vài chục năm, cũng có mạch tới vài trăm năm. Cái này chúng ta cần phải ghi nhớ, đấy là long mạch không phải là mãi mãi, nó có giai đoạn. Khi mạch bắt đầu cạn thì đất cũng bắt đầu suy. Cũng có khi ấy, mạch thì chưa cạn nhưng nó lại dịch chuyển ra khỏi cô lô đất, làm cho trạch vận bị hư hao. À, cái ý này ý này thì tôi muốn nói là long mạch nó không cố định ở dưới lòng đất, mà có thể trong cái giai đoạn này thì nó chạy ở cái điểm này nhà mình, nhưng sang giai đoạn khác thì nó chạy ra ngoài vườn, thậm chí là sang nhà khác, nó không cố định. Lại có những lúc á, mạch thì đương vượng nhưng lại đổi chiều đổi hướng. À, nó giống như cái dòng nước, mặc dù vẫn vượng nhưng nó lại đổi chiều rồi đổi hướng đi, làm cho đất đang thuận mạch trở thành nghịch. Mà nó từ cái thuận chuyển sang nghịch thì nó gây ra hiện tượng vất vả khó khăn. Địa kỳ ngày nay bị biến đổi mạnh do yếu tố khách quan của quy hoạch, hạ tầng xây dựng. Đôi khi nhà này khởi công làm cho nhà kia đứt mạch, hay một sự thay đổi về kiến trúc giao thông thủy lợi của nhà nước cũng làm cho địa khí bị xung tán. Muốn biết địa kỳ thay đổi thế nào thì chúng ta cần phải gieo quẻ hỏi thần, cộng với việc nhãn quan tầm soát mới có thể quyết định được. Cái nguyên nhân thứ ba bên cạnh thiên vận và địa kỳ gây ra sự suy bại của trạch vận
thì nguyên nhân tiếp theo đó là tu sửa nhà cửa. Tu sửa nhà cửa vườn tược có thể làm thay đổi trạch vận, hoặc không làm thay đổi trạch vận nhưng lại phá đi cái tốt của nó. Vũ trụ vần xoay, thần linh tuần tiễu. Nếu mà chúng ta vô tình đào bới, tháo dỡ, tu sửa một góc nào đó trong nhà, trong vườn, thậm chí điều đó thực hiện ở nhà hàng xóm thôi, cũng có thể làm cho xáo trộn sinh khí, khiến cho gia đình mình gặp những rủi ro. Đôi khi là chỉ mở một cái lối đi ở góc vườn thôi, đào một cái khoảnh ao nhỏ ở đằng trước thôi, hoặc là dỡ một đoạn mái ở mé sân, đặt một bể cá trong phòng khách thôi. Những cái việc làm đơn giản, chúng ta cho rằng không có gì cả, nhưng nó hoàn toàn có thể phạm phải phong thủy. Đôi khi là chúng ta dỡ ra một đoạn mái, mái tôn trước sân nhà chẳng hạn, để lợp lại. Hoặc là mình xây thêm phòng ốc, rồi tu sửa nền nhà, thay gạch nền nhà, thì đều đã vô tình làm cho thay đổi trạch vận. Mà nó đang vượng lại trở thành suy, đang lành chuyển sang dữ. Cho nên nhiều nhà sửa xong thì gặp chuyện. Thông điệp ở đây tôi muốn nói rằng là khi mà chúng ta nghe được bài viết này thì không nên tùy ý tu sửa, sửa chữa phá dỡ, mà nên có ý kiến tham vấn của các thầy phong thủy trước khi tiến hành. Vậy thì có cách nào để khôi phục lại cái trạch vận cho nó vượng lên hay không? Thật ra đã có nguyên nhân thì sẽ có giải pháp. Vấn đề trước hết là chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân xem vận nhà nó bị suy kiệt là từ nguyên nhân nào trong một số nguyên nhân mà tôi đã nói trên. Sau đó thì căn cứ vào tình hình thực tiễn mà có những giải pháp khôi phục lại sự hưng thịnh. Thì thông thường là có 4 nhóm giải pháp. 4 nhóm giải pháp nhé. Nhóm giải pháp thứ nhất là nối lại long mạch, tu bổ địa khí. Việc này không dễ tí nào, cần phải có các thầy đủ tâm, đủ tầm mới làm được. Nhóm giải pháp thứ hai ấy, là sửa chữa lại căn nhà với quy mô lớn để thay đổi trạch vận. Sửa chữa quy mô lớn đó là có thể là xây thêm phòng ốc, có thể là tháo dỡ nền nhà, có thể là lên tầng nữa, lợp lại mái nhà, vân vân, để thay đổi trạch vận. Từ nhóm thứ hai là sửa nhà. Nhóm thứ ba, giải pháp thứ ba là thay đổi bố cục các hạng mục trong nhà để cứu nguy tế bần. Ví dụ như là chúng ta phải thay đổi lại nhà bếp, thay đổi lại cổng, thay đổi lại cửa, tức là thay đổi lại bố cục các hạng mục để đóng cái khí suy và rước cái khí thịnh vào. Và nhóm giải pháp thứ tư là di chuyển hướng nhà, vị trí nhà để thay đổi trạch vận. Thì có những cái vị trí, có những cái hướng nhà nó xấu quá mà chúng ta cần phải di chuyển, để bằng cách là thuê các cái công ty là chuyên di rời nhà, họ có thể làm di chuyển 1-2 mét, hoặc là làm xê dịch một vài độ về hướng là có thể làm thay đổi trạch vận. Thì những cái cách này gia chủ đều không thể nào tự mình làm được. Chúng ta cần phải có các thầy phong thủy hỗ trợ. Đây là việc rất quan trọng, cần phải nhận thức đúng và đầu tư xứng đáng thì mới có kết quả tốt đẹp. Bởi vì nhà là một tài sản lớn, nhà là một thứ ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của mỗi chúng ta. Cho nên cẩn tắc vô áy náy, việc tìm kiếm các thầy phong thủy giỏi, đặc biệt là các thầy phong thủy gần nhà mình là tiện nhất, để trợ duyên cho gia chủ là việc nên làm. Tôi sẽ nói kỹ hơn các cái giải pháp này trong các cái lần phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.